Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình Thiết yếu tại Đồng Nai với các thông tin chính. Ngoại trưởng Iran cho rằng khi cộng đồng quốc tế gây áp lực với Israel thì cũng đồng nghĩa cơ hội ngừng bắn tại dải Gaza sẽ càng tăng. Đại diện nhiều binh chủng thuộc quân đội Liên bang Nga tham gia tổng duyệt cho cuộc duyệt binh mừng ngày chiến thắng 9 tháng 5. Thưa quý vị, phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC, hôm qua Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdullahian, cho rằng khi cộng đồng quốc tế không ngừng gây áp lực với Israel thì cũng đồng nghĩa cơ hội ngừng bắn tại dải Gaza sẽ càng tăng. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Banjul của Gambia, Ngoại trưởng Amir Abdullahian cho biết hiện tại khả năng ngừng bắn ở Gaza tăng nhẹ so với trước đây. Đó là nhờ các cuộc tham vấn, sự nỗ lực và sự gia tăng áp lực của công chúng trên quy mô khu vực và quốc tế chống lại Israel. Ông bày tỏ hy vọng quyền của người Palestine sẽ được tôn trọng và nạn diệt chủng của Israel ở Gaza sẽ chấm dứt. Theo hãng tin Press, hành động của Israel đánh thức dư luận thế giới về vấn đề Palestine và dẫn đến biểu tình rầm rộ thể hiện tình đoàn kết với Gaza, tăng cường áp lực lên Israel nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu như một phần của thỏa thuận với phong trào Hamas. Hôm qua, Ngoại trưởng Amir Abdullahian đã hội đàm với Tổng thư ký OIC, ông Hossein Brahim Taha. Theo đại diện OIC, tổ chức này quyết tâm theo đuổi vụ việc về hành động gây hấn của Israel và sẵn sàng hợp tác với Iran. Đề cập đến tình hình ở Palestine, ông Taha nhấn mạnh phải có sự hợp tác giữa các nước Hồi giáo để đối đầu với Israel. Theo các nguồn tin an ninh, Israel hôm qua công kích ngôi làng biên giới ở miền Nam Liban, khiến 4 thành viên trong một gia đình thiệt mạng. Nguồn tin cho biết, cuộc công kích của Israel nhắm vào ngôi làng biên giới của Liban là Meis al-Zaba. Trong tuyên bố sau cuộc công kích, phong trào Hezbollah ở Liban đáp trả bằng hàng chục pháo vạn lực Katyusha và Kiryat Shmona, thị trấn ở phía bắc Israel, nằm gần biên giới với Liban. Ở diễn biến khác, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq hôm qua đã nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công vào cảng Haifa của Israel. Trong tuyên bố, nhóm cho biết máy bay chiến đấu đã tấn công vào cảng Haifa bằng tên lửa hành trình Al-Arab vào hôm ngày 4 tháng 5. Trong diễn biến đáng chú ý, Israel hôm qua đã thông qua việc đóng cửa kênh và văn phòng của đài truyền hình Al Jazeera của Qatar tại nước này với thời hạn cấm hoạt động là 45 ngày và có khả năng gia hạn. Trước đó, thì Israel cáo buộc Al Jazeera có quan hệ chặt chẽ với phong trào Hamas và kích động chống lại Israel. Hôm qua tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga đã diễn ra buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ngày 9 tháng 5 năm 1945, ngày 9 tháng 5 năm 2024. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 9.000 người, hơn 70 trang thiết bị kỹ thuật, khí tài quân sự và hai phi đội bay trình diễn hiệp sĩ Nga và chim yến tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ vào ngày 9 tháng 5. Đội hình duyệt binh gồm các khối theo biên chế các quân binh chủng, các học viên quân sự, đội quân nhạc, nữ, quân nhân. Đặc biệt, trong cuộc duyệt binh năm nay tại quảng trường đỏ sẽ có sự tham gia của những người phục vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trên toàn nước Nga, các cuộc duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức tại 7 thành phố anh hùng, 18 thành phố nơi đặt trụ sở của các quân khu, hạm đội và lực lượng vũ trang hỗn hợp. Trong khi đó, các nghi lễ quân đội với sự tham gia của quân thường trực sẽ được tổ chức tại 314 khu định cư. Tổng cộng, dự kiến khoảng 150.000 người, 2.500 vũ khí, khí tài quân sự sẽ tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng trên toàn nước Nga. Với nhiều người dân Nga, duyệt binh ngày chiến thắng 9 tháng 5 luôn là sự kiện rất được mong đợi. Sự kiện được coi là niềm tự hào lịch sử, là biểu tượng sức mạnh đoàn kết và chiến thắng của người Nga. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, hôm qua, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Ocherestine ở tỉnh Donetsk. Thông tin được hãng tin Reuters của Anh và kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc đăng tải, căn cứ vào thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Theo Reuters, làng chiến lược Ocherestine nằm ở phía tây bắc Andivka mà Nga chiếm được hồi tháng 2, có dân số khoảng 3.000 người. Hôm ngày 2 tháng 5, tờ Ukrainska Pravda dẫn lời người phát ngôn của nhóm chiến lược và tác chiến Gorsesia của quân đội Ukraine thừa nhận người Nga đã đột phá và giành được chỗ đứng chân tại làng Ocherestine. Cũng hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tiết lộ Ukraine sẽ tìm cách phát động một cuộc phản công mới trong năm 2025 sau khi nhận được hỗ trợ từ Mỹ và phương Tây.
Hãng tin Bloomberg đưa tin Mỹ đang dẫn đầu các cuộc đàm phán giữa các thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 để phát triển gói viện trợ quân sự mới trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc kéo dài dọc đường kiểm soát thực tế LAC ở Đông Ladakh, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra tốt đẹp. Trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn BTI, Bộ trưởng Singh cho biết Ấn Độ đang phát triển cơ sở hạ tầng dọc biên giới với Trung Quốc với tốc độ nhanh chóng, đồng thời khẳng định biên giới nước này sẽ vẫn an toàn. Khi được hỏi liệu ông có hy vọng vào một kết quả tích cực và chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài gần 4 năm giữa quân đội hai nước hay không, Bộ trưởng Singh nói, nếu không có hy vọng thì tại sao phải đàm phán? Trung Quốc cũng có hy vọng và đó là lý do tại sao tổ chức các cuộc đàm phán. Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào thế đối đầu kể từ tháng 5 năm 2020 và vẫn chưa đạt được giải pháp đầy đủ cho tranh chấp biên giới, mặc dù hai bên đã rút quân khỏi một số nơi. Hai nước tổ chức vòng đàm phán quân sự cấp cao cuối cùng vào tháng 2, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đột phá tại vòng đàm phán thứ 21, nhưng hai bên đều nhất trí duy trì hòa bình trên thực địa. Vòng đàm phán quân sự tiếp theo dự kiến sẽ sớm tổ chức. Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập Togo hôm qua tuyên bố Liên minh Cộng hòa cầm quyền ở quốc gia Tây Phi giành được đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Theo kết quả tạm thời, Liên minh Cộng hòa giành được 108 trên 113 ghế tại quốc hội mới, trong khi 4 đảng đối lập giành được 5 ghế còn lại. Theo ủy ban, khoảng 4,2 triệu cử tri đã đăng ký và 61% cử tri trong số đó đi bỏ phiếu. Hôm ngày 19 tháng 4, Quốc hội Togo thông qua lần đọc thứ hai của hiến pháp mới, chuyển đất nước từ hệ thống tổng thống sang hệ thống nghị viện. Theo đó, tổng thống từ đây sẽ do Quốc hội bầu với vai trò mang tính nghi lễ, có nhiệm kỳ 4 năm, có thể được gia hạn một lần. Ngoài ra, hiến pháp mới đưa ra vị trí chủ tịch hội đồng bộ trưởng sẽ do lãnh đạo chính đảng hoặc liên minh giành đa số ghế trong các cuộc bầu cử lập pháp đảm nhận, với nhiệm kỳ 6 năm và có quyền lực đáng kể trong việc quản lý các vấn đề của chính phủ. Cảnh sát Mỹ hôm qua cho biết một chiếc xe đã đâm vào cổng vành đai bên ngoài Nhà Trắng, khiến tài xế thiệt mạng. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra như một vụ tai nạn giao thông. Sở mật vụ Mỹ tuyên bố nam tài xế được tìm thấy đã chết trong xe sau vụ va chạm. Hiện danh tính người thiệt mạng chưa được công bố. Sở cảnh sát Washington cho biết thêm khi sự việc diễn ra, Tổng thống Joe Biden đang nghỉ cuối tuần ở bang Delaware. Sở mật vụ Mỹ cho biết các biện pháp an ninh đã được áp dụng và không có mối đe dọa nào đối với Nhà Trắng. Ở diễn biến khác, hôm qua tại thành phố Long Beach thuộc bang California xảy ra vụ xả súng khiến 7 người bị thương. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến và hiện chưa xác định có bao nhiêu nghi phạm và động cơ của nghi phạm. Theo cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn Mỹ, trong 4 tháng đầu năm nay, nước này đã xảy ra 134 vụ xả súng hàng loạt, khiến 247 người thiệt mạng. Phụ nữ chiếm gần một nửa dân số ở Đức và sự xuất hiện của các em bé khiến công việc của họ và thị trường lao động thay đổi. Các bà mẹ được khuyến khích sinh con, nhưng hệ thống chăm sóc trẻ em là một vấn đề. Dù là nhà nước đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ và đảm bảo nơi giữ trẻ cho tất cả trẻ em dưới 10 tuổi. Kể từ khi sinh con, cuộc sống của chị Margot Arabia xoay quanh con mình. Sau khi sinh được vài tuần, chị trở lại điều hành nhà hàng ở Berlin với chồng. Chị cho biết, đây là nơi mà tôi và con trai bên nhau. Khi còn nhỏ thì bé nằm trong nôi, còn tôi thì nấu ăn ở đây. Trở lại làm việc sau khi sinh con có thể nói là trận chiến thật sự. Một đứa trẻ trên 12 tháng tuổi ở Đức đều được đảm bảo có một nơi giữ trẻ, dù là công hay tư, giá cả như nhau. Nhưng Đức vẫn còn thiếu hụt 430.000 nhà trẻ. Trung tâm này chỉ có thể giữ 30 trẻ, nhưng danh sách đăng ký rất dài. Giáo viên Timo Watt cho biết, việc chăm sóc trẻ giống như việc từ thiện, chúng tôi được trả lương, không đúng với công sức của mình. Có việc chăm sóc trẻ trở nên kém hấp dẫn, khiến năm ngoái ngành này liên tục đình công đòi tăng lương. Với đà này, dự kiến đến năm 2025, Đức sẽ thiếu khoảng 114.000 giáo viên. Bà Sabine Braster, người đứng đầu nhóm trẻ Kigato cho biết, điều quan trọng là phải giữ chân nhiều người đang muốn rời bỏ ngành để chọn việc ít căng thẳng hơn. Để khắc phục tình trạng thiếu nơi giữ trẻ, nhiều công ty mở điểm giữ trẻ ngay tại cơ sở, mô hình kinh doanh mới cũng từ đó phát triển. Bà Sylvia Stewart mở không gian làm việc chung Sugar Club vào năm 2016 cho biết, chúng tôi có 3 phòng, một phòng hoàn toàn yên tĩnh, một phòng để mọi người trò chuyện và họp trực tuyến và một phòng để mọi người đọc và viết. Không gian của bà Sylvia giúp các bậc phụ huynh có thể làm việc và con của họ được chăm sóc trong chốc lát.
Moem và mẹ của bé dành 4 giờ trên một ngày ở đây, 3 lần một tuần. Tôi có thể làm việc trong chốc lát khi con tôi được chăm sóc, không cần phải đợi đến tối khi con ngủ tôi mới có thể làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để chi trả phí giữ trẻ và thuê nơi làm việc như thế. Thống kê cho thấy, sau khi sinh con, 98% ông bố làm việc toàn thời gian, nhưng chỉ 70% bà mẹ quay lại làm việc và hầu hết làm việc bán thời gian. Thực tế này đang làm mất đi năng lực lao động đầy kỹ năng. Nếu nhu cầu trẻ em được chăm sóc không đáp ứng, hơn 800.000 bà mẹ chưa thể trở lại làm việc.